Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin gửi lời chào toàn thể anh em. Hôm nay là một đoạn video ngắn giới thiệu với các bác chi tiết mấy cái mẫu chim mồi giả mà bên shop đang cung cấp các bác nhá. Để các bác xem được rằng là các bác mua con chim mồi giả bên shop Tân Ánh là nó như thế nào. Các bác xem kỹ nhá. Đây là hình ảnh thực tế hàng có như nào, là quay giới thiệu với các bác như vậy nhá. Đầu tiên là con bịp nhá, con bịp các bác này. Đây con chim bịp đây. Cái hàng này các bác lưu ý nhá, nó là hàng nột da nhồi bông hay là gọi là hàng chim thuộc ấy nhá, có tạo mắt giả này, lông lá thì tròn trịa đầy đó nhá, không có bị sơ xác, không có bị xước. Hàng này không phải là hàng tiêm hormone các bác nhá. Đây lông rất là đẹp, rất là tròn đây. Đây các bác nhìn kỹ, đây là con chim bịp mồi nhá. Đây đuôi đầy đủ này. Đây. Đây các bác nhìn thấy không? Lông rất là nhiều, mượt mà, không có phải là móp mép nhá. Các bác nhìn này nó giống y như con chim thật luôn. Nói chung là hàng này hàng là rất là kỹ, rất là đẹp nhá. Đây là có một số các mặt hàng mà giá nó sẽ rẻ hơn thì shop không kinh doanh nhá, shop không nhập nhá. Shop nhập cái hàng này là hàng rất là đẹp, anh em nhận được hàng là không phải chê điểm gì nhá. Đây là con bịp này các bác này. Đây con bịp nhá. Kế tiếp là con cuốc nhá, con cuốc mồi. Đây. Các bác nhìn thực tế hình ảnh con chim cuốc đây, lông lá rất là mượt đầy đặn này, hàng nhồi bông, nó không phải hàng tiêm hormone, nó không có bị móp, nó không bị bẹp. Thì hàng này các bác về dùng phải giữ gìn một chút, mong manh mà nó đẹp nha các bác nhá, nó giống con thật. Đây có làm tạo mắt giống y mắt thật luôn nhá, tư thế là đang gióng lên kêu này. Đấy. Đây là con cuốc nhá, các bác xem cho kỹ. Thì hàng có như nào thì shop quay như vậy nhá các bác nhé. Các bác nhận được hàng thì các bác có quyền bác hàng ra xem và kiểm tra. Đây đúng là như thế này, con cuốc rất là đẹp đây, lông lá đầy đặn tròn trịa nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp về các số điện thoại của shop nhá. Kế tiếp là cái con gà đồng nhá các bác nhá, cái mẫu gà đồng thì shop mới nhập được đây, con gà đồng. Đây các bác nhìn này, đây có như nào thì là shop quay như vậy nhá. Đây làm này là nột da này, nhồi bông này, nó rất là tròn, nhìn nó giống con thật nhé các bác nhé, giống con thật, tư thế đang xòe cánh được cục gáy nhá. Đấy. Làm rất là kỹ càng này, cái thép mà thép xương này là chui trong chân luôn, để chui trong chân luôn, loại nào cũng vậy nhá, chui trong chân đấy, chứ không phải là hàng tiêm hormone nha các bác nhé. Hàng này thì đảm bảo là sạch sẽ, an toàn, không có độc hại. Đây. Cái này là về gà đồng các biết là làm hơi khó, cái tỷ lệ lông nó rụng nó cũng khá nhiều. Thì như cái cậu thợ này là cũng rất là tốt rồi, rất là cẩn thận rồi thì mới được như này nhá. Thì đây là chi tiết cái sản phẩm chim mồi giả mà bên shop đang cung cấp nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop. Shop sẽ ship hàng CR cho các bác đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, bóc hàng ra kiểm tra, sau thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng luôn nhé. Đây, con gà đồng con cúm núm này. Đấy nha. Đây các bác xem cho kỹ nhé. Có như nào thì shop quay như vậy. Đây, quay loạt cho các bác xem. Hàng số lượng thì cũng có rất là nhiều, phục vụ nhu cầu của các bác nhé. Đây nha con bịp này. Đấy, con chim bịp. Mắt giả, lông lá tròn, đẹp nhá. Con chim cuốc cũng vậy nhá, con cuốc cũng vậy này. Đấy, rất là đẹp này. Nha, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop nhá. Gà đồng này cũng núm này. Đấy. Hàng là bao ship đi toàn quốc nhá các bác nhá. Rồi nha, rất là đẹp nha các bác nha. Về giá nhé, công khai cho các bác luôn để các bác xem video tiện thể để cập nhật được giá để mua hàng nhé. Cái con cúm núm rồi này, đây là con gà đồng rồi này nha các bác nhé, là 400.000 nha các bác nhé. 400.000 đã bao gồm phí chuyển phát nhanh nha các bác. Còn các bác không muốn nhận nhanh, các bác nhận từ từ, nhận chậm ấy thì nó sẽ có giảm trừ cho các bác một chút nhé. Đây là cái giá 400 là giá bao ship nhanh nha các bác này. Đấy.
À, con bịp này thì giá sẽ là 320 nha các bác nhé, 320.000 cũng sẽ bao ship nhanh cho các bác luôn. Còn các bác nhận chậm thì sẽ có chiết khấu giảm trừ giảm giá cho các bác nhá. 320 là ship nhanh. Và con cuốc này thì là 250 này. 250 các bác nhá. Nói chung là các bác xem giá này các bác tham khảo, đồng ý mua thì các bác alo. Thế còn về giá thì đương nhiên là nó sẽ cao hơn các cơ sở khác, tại vì nó là hàng đẹp. Chứ còn những cơ sở khác cũng là con cuốc nhưng mà nó rất là xấu. Nó chỉ có 200, trăm mấy cũng có thôi. Thì bên đấy là shop không làm hàng đấy, các bác thông cảm nhé. Các bác xem cho kỹ sản phẩm có như thế này, giá thành là như vậy, các bác nhất trí mua thì các bác liên hệ trực tiếp với shop. Khi còn đâu shop cũng giải thích với các bác là hàng này là hàng đẹp, làm cầu kỳ thì cái giá thành nó phải cao hơn. Nói chung là tiền nào của đấy các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác theo dõi video trên kênh YouTube của shop thì vui lòng đăng ký kênh nhé, đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ nhận được những cái video mới nhất và những sản phẩm mà shop giới thiệu với các bác nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Xin chào.